Ok, hello, xin chào các bạn. Tôi là Thoại và ngày hôm nay tiếp tục video để chia sẻ với các bạn. Hàng ngày tôi muốn chia sẻ với các bạn về ngôn ngữ cơ thể. Đã chia sẻ những ở trong phần trước với các bạn về sự quan trọng của ngôn ngữ cơ thể rồi, các bạn còn nhớ chứ? Vâng, rất là quan trọng bởi vì chúng ta qua ngôn ngữ cơ thể có thể đánh giá được thái độ của người khác đối với chúng ta như thế nào trong tình huống mà chúng ta đang giao tiếp. Không phải chỉ riêng lời từ mà chúng ta cần chú ý hơn đến ngôn ngữ cơ thể. Ngày hôm nay hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn về ngôn ngữ cơ thể. Đầu tiên, đó chính là về nụ cười. Các bạn biết rằng nụ cười của chúng ta thì ai trong chúng ta cũng có thể nở được một nụ cười. Đó, và nụ cười rất dễ trao đi. Nụ cười rất dễ lan truyền. Khi mà chúng ta trao tặng người khác nụ cười thì người khác cũng sẽ nở lại một nụ cười với chúng ta. Và nụ cười, khi mà chúng ta cười thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và ngược lại cũng đúng. Khi mà chúng ta hạnh phúc thì chúng ta sẽ cười. Sẽ có sự quy luật nhân quả ở đây. Đó, cười thì vui, mà vui thì sẽ cười. Đó, chúng ta có thể tạo ra niềm vui bằng những cách chúng ta nở nụ cười. Đó, hãy cười lên thì chúng ta sẽ thấy vui. Đó, bất kể tâm trạng của bạn như thế nào, có thể lúc đó các bạn đang thấy buồn, đang chán, nhưng chỉ cần nở nụ cười thì các bạn sẽ thấy vui hơn. Vậy tập sử dụng điều đó. Hãy tận dụng nụ cười. Vì sao nụ cười lại quan trọng như thế? Trước hết, đó, đối với chính bản thân chúng ta, thì khi chúng ta cười, các cơ mặt chúng ta sẽ giãn ra, ta sẽ cảm thấy thật là thoải mái, thật là sảng khoái. Và bên trong chúng ta sẽ tiết ra một cái chất chúng ta gọi là endorphin. Thì chất này chính là chất mà làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn. Tương tự như những người mà họ sử dụng các chất kích thích. Họ cần những chất kích thích thì họ mới tạo ra được các chất sung sướng như vậy. Đó, thì chúng ta có thể tạo ra chất này một cách tự nhiên bằng cách nở nụ cười. Và nụ cười thì rất là giá trị như vậy, chúng ta hãy thực hiện nó hàng ngày và thường xuyên. Điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về cánh tay của chúng ta. Nói cách sử dụng cánh tay của chúng ta. Bạn biết rằng tư thế khoanh tay này rất là phổ biến. Đúng không? Các bạn nhìn thấy rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta khoanh tay như này. Đó. Và khoanh tay ý là gì? Ngày xưa có nguồn gốc rằng khi mà chúng ta còn bé thì chúng ta sợ sệt, chúng ta phải tránh đi, nó chúng ta phải nấp sau hàng rào, sau bờ tường. Đó. Nhưng mà ngày nay khi chúng ta lớn hơn thì cái việc tránh, trốn tránh nó tinh vi hơn, nó cải tiến hơn. Chúng ta không nấp sau bờ tường, không nấp sau người lớn nữa mà chúng ta tự tạo ra rào chắn cho chính mình bằng cách khoanh tay. Đó, đây chính là rào chắn để bảo vệ phần ngực, phần các bộ phận nội tạng bên trong chúng ta, đấy, phía trước của chúng ta. Đó, đây là một cách để bảo vệ. Và khi mà chúng ta khoanh tay như vậy, thì tâm lý chúng ta sẽ cảm thấy bất ổn. Bởi vì sao? Đó là khi chúng ta có tâm lý bất ổn như vậy thì chúng ta mới khoanh tay. Vậy, nhiều bạn nói rằng tôi cảm thấy thoải mái và cảm thấy thích khoanh tay như này. Đó. Thì điều đó đúng trong những trường hợp mà khi mà bạn cảm thấy bất an thì các bạn sẽ khoanh tay như này thì sẽ tạo cho các bạn cảm giác an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu như trong trường hợp giao tiếp với bạn bè bình thường hay khi chúng ta đang học tập mà chúng ta có hiện tượng khoanh tay như vậy thì não chúng ta sẽ đóng lại. Chúng ta không thể tiếp thu được nữa. Đó. Có những nghiên cứu đã chỉ ra rằng có những, một nhóm thì ngồi thoải mái, không khoanh tay. Còn một nhóm ngồi học, chúng ta khoanh tay lại. Thì những người mà khoanh tay thì não họ đóng lại, họ tiếp thu bài kém hơn nhóm những người mà họ không khoanh tay. Và chúng ta sẽ sinh cảm giác tiêu cực, sẽ sinh ra sự đánh giá đối với người đang diễn thuyết với chúng ta.
đang chia sẻ với chúng ta khi mà chúng ta khoanh tay. Đó, vậy chúng ta hãy tập thói quen thả lỏng tay ra, hãy buông tay ra, đừng khoanh tay ra trước. Đó, chỉ trừ trường hợp các bạn muốn như thế, khi mà các bạn cảm thấy bất an thì các bạn khoanh tay. Còn bình thường, hãy mở lòng ra, hãy mở cánh tay ra. Các bạn sẽ đón nhận được nhiều hơn. Vâng, trên đây là một vài chia sẻ của mình về nụ cười và về cách sử dụng cánh tay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.